Người đã đưa ra một quyết định rất khó khăn. Vì công chúa đã đi rồi, cuối cùng hoàng cung sẽ được yên bình. Nàng vui vì việc đó sao? Sao có thể như vậy được? Thiếp chỉ mong hoàng cung được bình yên và an toàn thôi. Nếu người hối hận, người luôn có thể bảo công chúa quay về mà. Sao bệ hạ lại đuổi cô đi như vậy chứ? Cô là công chúa cơ mà. Ngài ấy xấu tính thật đấy, còn không tiện cô nữa. Dana, ta cần ghé qua một nơi. Nơi nào? Ta sẽ về ngay. Người cứ đi trước và đợi ở đó. Hẹn gặp ở cửa ngõ Moon Gyeong Sache nhé. Cô đi một mình à? Đi cùng nhau đi. Đừng lo, từ giờ trở đi chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Nhớ quay về nhanh đấy. Ta đã rất ngạc nhiên khi nghe tin người đã thành thân, rồi đột nhiên bị đuổi khỏi hoàng cung. Ta không biết phải an ủi người như thế nào. Cô không cần nói gì đâu. Ta đến vì có chuyện muốn nhờ cô giúp. Thật uổng phí nếu ta xem cô là kẻ thù. Nhưng ta cũng không thể tin tưởng cô để cô ở bên ta. Nhưng người cũng đã đến gặp ta rồi. Điều đó có nghĩa là người muốn tin ta. Ta cũng muốn biết tại sao cô lại giúp ta. Ta biết cô giỏi về số liệu, và cô không giúp ta vì tư lợi. Người còn nhớ những lời ta đã nói với người không? Ta ghê tởm Gogun Bill. Có thể ta không hận ông ta nhiều như người, nhưng ta vẫn muốn bảo vệ bộ tộc mà cha ta đã giữ gìn. Dù ta chỉ là con ngoài giá thú, vậy thì cô nên giúp ta. Hãy ngăn tộc Geru lạm dụng quyền lực của họ, và ta sẽ hạ bệ được Gogun Pyo. Ta tưởng người rất đau buồn, nhưng có vẻ ta chưa hiểu người rồi. Cô sẽ về phe ta chứ? Có một việc này ta muốn hỏi. Nếu người muốn thực hiện kế hoạch này, thì người tính sẽ làm gì với tướng quân cô? Ngộ nhỡ hai người gia tộc họ cô xảy ra đổ máu thì sao? Ta tin tưởng tướng quân cô. Ngày ấy khác với cha của mình. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Ta đã nghĩ nếu nhanh chân thì sẽ đuổi kịp ngươi ở ngọn đồi. Nhưng ngươi làm gì ở đây? Công chúa đâu? Cô ấy đi trước rồi. Thật vậy à? Thế thì chắc là ngươi đang nằm đợi ta. Ta chẳng có gì muốn nói với ngươi cả. Tiếc thật đấy. Thanh gươm của ta có nhiều điều muốn hỏi ngươi lắm. Ta sẽ báo tin liên quan tới Đức Vua và Thái Tử cho người. Ta sẽ bí mật giúp người thực hiện kế hoạch. Hãy cứ tin ở ta. Ta cảm ơn cô. Ta cảm thấy cuối cùng thì cũng tìm được một người bạn rồi. Ta rất hân hạnh, công chúa. Nếu quay về cung và bẩm báo sự thật với Đức Vua, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nhưng nếu còn giả vờ làm phu quân của công chúa, ta sẽ lấy mạng ngươi ở đây. Ngươi đáng thương thật đấy. Ngươi không muốn thừa nhận mình đã để mất Gachin, thế nên mới muốn lấy đầu ta. Ngươi câm miệng lại. Giết ta đi. Dù ta có chết,
ta cũng không đời nào để ngươi có được Ga Chin đâu. Được thôi. Ta sẽ không để gươm dính máu một kẻ hèn kém như ngươi. Ta sẽ giết ngươi bằng nắm đấm của mình. Này, ta bắt đầu thấy ngươi thú vị rồi đấy. Đứng lên. Sao ngươi dám đối đầu với tướng quân của Goguryeo bằng mấy môn võ học được tử săn bắt và hái thuốc? Đừng nhiều lời nữa, đánh đi. Được thôi, ta sẽ kết liễu ngươi tại đây. Nhận lấy này, dừng tay. Dừng lại đi Dana. Ta có việc muốn nói với tướng quân cô. Ngươi đừng hòng chạy thoát. Kết thúc rồi tướng quân cô. Hôn sự hoàng gia được sắp đặt đó, đã kết thúc rồi. Để chúng ta đi đi. Người bảo kết thúc rồi là sao? Kết thúc là thế nào chứ? Người đã cho ta cơ hội để bắt đầu đâu? Đã 8 năm rồi. Không, còn lâu hơn như vậy nữa. Ta đã mong mỏi và chờ đợi người. Ta đã mong nhớ người. Nhưng sao người lại bảo ta từ bỏ trước khi ta có một cơ hội chứ? Tại sao người lại làm như vậy? Đây không phải là việc chúng ta đã bắt đầu. Số phận của chúng ta đã đan vào nhau quá lâu, tới mức không ai có thể gỡ rối được. Ta sẽ gỡ rối nó. Ta sẽ loại bỏ hết mọi thứ cản trở chúng ta. Nên hãy, sư phụ Go, mọi thứ kết thúc rồi. Ta phải đi đây. Ta xin lỗi, sư phụ cô. Cô sao vụ?
công chúa của Goguryeo đã bị đuổi khỏi cung vì khiến nhà vua tức giận. Vì hôn sự sắp đặt đã thất bại, ta sẽ viết thư lại sau khi tìm ra được âm mưu của Goguryeo. Tướng quân cô, tướng quân cô, đã có chuyện gì vậy? Mang thuốc ra cho ta. Ta không thể quay lại cung trong bộ dạng này. Tướng quân cô, ngươi sẽ nói gì với mọi người ở quỷ cốc? Đừng lo, ta sẽ nói với mọi người rằng mọi chuyện là do quốc hôn và chúng ta không hề thành thân. Ngộ nhỡ họ biết được thì sao? Sao cơ? Những người trong cung sẽ tới xem liệu chúng ta có sống như một đôi thật không. Nếu họ biết chúng ta không thành thân, ngươi sẽ làm gì? Thế thì chỉ cần giả vờ sống chung. Có cần sống chung không nhỉ? Nghiêm túc đi, chuyện của chúng ta đấy. Ta biết mà. Ta là tân lang, cô là tân nương. Nói gì vậy? Gia Chin à, sao thế? Cứ làm vậy đi. Cứ nói với dân làng rằng chúng ta đã thành thân. Người trong cung không biết đâu. Nhưng chỉ là giả vờ thôi đấy. Sao thế? Ta không đủ tốt để làm phu quân của cô à? Trời ạ. Có thật hay không cũng không quan trọng gì cả. Miễn là ta ở bên cô và bảo vệ được cho cô. Phụ thân thần là đại tướng quân của Goguryeo và là một quan ngũ phẩm. Thần là con của tướng quân Onyop, thủ lĩnh thứ 17 của tộc Suno, tên là Ondan. Onyop, ngươi chết rồi mà vẫn hành hạ ta sao? Ta biết ngay mà. Vậy thì tin đồn công chúa bị đuổi ra khỏi cung chắc chắn là thật rồi. Chắc là vậy rồi. Giờ mới biết công chúa thành thân với con nhà thương gia thật à? Người đùa ta sao? Nghe nói hắn là đồ ngốc. Nghe nói ở đây có vấn đề đấy. Ta chưa nghe thấy chuyện đó. Trời ạ. Chắc hẳn là vì thế mà nhà vua đã rất phẫn nộ. Chắc là quốc hôn đã bị hủy bỏ. Có vẻ là công chúa đã bị đuổi vào đêm qua, nhưng không thấy tung tích. Chắc là nó đã đến làng của tên hái thuốc rồi. Vậy kẻ đã thành thân với cô ta, Gajin đang giúp chúng ta rồi. Sao ạ? Nếu chúng ta vào cung, chắc chắn sẽ chạm mặt với Gajin. Nó rời đi rất đúng lúc. Thuộc hạ có nên bám đuôi không ạ? Kệ nó đi. Khi chúng ta thấy trăng tròn nhiều lần và lúc ngôi sao tỏa sáng ở nhiều nơi thì nó sẽ tự mình quay về thôi.
Tướng quân cô, ngài tỉnh rồi sao? Sao ngươi lại đưa ta tới đây? Ngài đã tự tới đây. Ta sao? Ngài uống thuốc đi, ngài sẽ đỡ chóng mặt hơn. Ngài đừng lo, thuốc không có độc đâu. Không phải ngươi nên rót cho ta một ly vì đã đuổi con gái mình ra khỏi cung sao? Nào, cùng say rượu thôi nào. Công chúa chắc hẳn đã tới ngôi làng của tộc Sun Đô rồi. Ta cũng chẳng muốn biết nó đang ở đâu nữa. Tại sao? Không phải mấy ngày trước người còn có ý định giúp tộc Suno trở lại với hội đồng năm tộc à? Người đã không loại bỏ vũ khí, đó là lý do người phải gặp rắc rối. Ai mà ngờ được lang quân của công chúa lại là con trai của Onihop chứ? Người lại phải loại bỏ hậu họa trước khi quá muộn. Ta nhớ rồi, ngươi và tướng quân On hồi trẻ từng học cùng một thầy. Dù ngươi nhiều tuổi hơn hắn, nhưng ta nghe nói tướng quân On xuất chúng hơn ngươi về võ thuật. Hơn nữa, hắn còn được người dân tin yêu. Chắc hẳn hắn đã khiến ngươi buồn bực không ít. Tuy nhiên, hắn đã bị chặt đầu vì tội mưu phản, và chính người đã ra lệnh đó. Nghiệp của ta trên đời này đã vô cùng nặng nề rồi. Thế nên hôm nay ta gọi ngươi đến vì có việc cần nhờ ngươi. Con gái duy nhất của ta đã bị cướp mất. Giờ ta chỉ còn lại thái tử và hoàng tử. Nếu như ngươi dùng con trai của ta để uy hiếp ta nữa, thì hãy giết ta bằng mũi tên này trước đi. Nghiệp chướng của ta, ta sẽ trả bằng cả cái mạng này. Nhưng ngươi và gia đình ngươi cũng sẽ chìm trong biển máu. Nào, nào, uống thôi. Tướng quân nên ở lại cho đến khi khỏe hơn. Sẽ có lời dị nghị nếu ai đó thấy con trưởng tộc Gyeru trong phòng con gái tộc Suno. Ta không biết tướng quân cũng lo sợ tin đồn đấy. Ta sẽ cho người đến trả tiền thuốc. Tướng quân cô, ngài nên để ý đến sức khỏe và tâm lý của mình. Sao người có thể lấy lại vận mệnh đã bị mất chứ? Người đừng đi quá giới hạn. Công chúa đã nói dối về chuyện thành thân. Trong lời nói dối đó sẽ có thể có một phần sự thật. Ta sẽ tự tìm hiểu xem nó là sự thật hay nói dối. Mẫu thân, người sẽ bị thương mất thôi. Đồ con trai bất hiếu, thằng nhóc này,
muốn ta chết hay sao hả? Trời ạ, cái thằng này, vì ngươi mà ta ăn không ngon ngủ không yên. Ta suýt chết vì lo lắng cho con đấy. Con có biết không hả? Đau quá. Cứ thế này thì con đến chết mất thôi. Lại đây nào. Con có bị thương ở đâu không? Trời ạ, đừng lo, con không sao đâu. Trời ạ, đồ gây rắc rối này. Ai thế? Con đưa ai về à? Thời gian qua người có khỏe không ạ? Con quay lại với Gajin rồi. Chuyện gì buồn cười thế này? Con đã bảo đó là công chúa cơ mà. Công chúa thì phải ở trong cung chứ. Chuyện là thế này ạ? Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện là... để ta nói cho. Con mong người sẽ không bất ngờ. Thật ra con và Dan đã thành thân rồi. Cái gì? Làm gì cơ? Thành thân ạ? Ta không hiểu cô nói gì cả. Ai thành thân với ai cơ? Con và Gajin đã thành thân rồi. Con là tân lang, nàng ấy là tân nương. Cái gì vậy? Thằng này, ta mù thế này mà con dám trêu à? Mẹ, là thật mà. Ta không muốn nghe. Trời ạ. Huynh ấy về rồi. Huynh ấy trở về rồi. Đàn huynh đã về rồi. Thật à? Về rồi sao? Nhưng làm gì mà thở dốc thế? Nhưng huynh ấy về cùng với Gajin tỷ tỷ. À không, quay về cùng với công chúa. Công chúa gì cơ? Này, Gajin của ta về rồi sao? Cháu có chắc không? Tỷ ấy về rồi. Nhưng chuyện là... nói đi nhanh lên, ta mệt quá. Thành thân rồi. Gajin và Dan đã thành thân với nhau rồi. Họ thành thân với nhau rồi. Thành thân? Có thật không? Chuyện gì thế? Dan thành thân rồi sao? Gajin à. Trời ơi, ta đã tưởng sẽ không được thấy Gajin nữa. Mẫu thân, mở cửa đi mà. Con biết người giận, nhưng cũng hãy nghe chuyện của con đi chứ. Mẫu thân, người đừng không nhìn mặt con trai nữa đấy à? Dan à, cho người một chút thời gian đi. Chắc người bất ngờ lắm. Chắc họ sợ vì nàng là công chúa đấy. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho cha của ta. Nhưng ta không đến đây với tư cách là công chúa. Vậy là gì ạ? Có đúng là tân nương của Dan không? Vâng. Ta là phu quân của Gajin. Là thật này, hai người họ đã lấy nhau rồi. Trời ạ, làm mọi người bất ngờ quá. Hai người đã động phòng chưa? Trời ạ, cha ơi, ta đã nói gì hả? Đã bảo hai người này là định mệnh của nhau mà. Chúc mừng nhé.
Phụ thân, con đây. Con về cùng với Gajin. Người có nhớ cô ấy không? Tướng quân An, con lại nợ Đan một lần nữa. Một lần nữa rồi ạ. Xin hãy rộng lượng và bảo vệ chúng con từ trên cao. Cô ấy là trưởng tức của người đấy. Đúng mà. Tỷ tỷ, tập trưởng đến rồi. Đừng bắt ông ấy đứng đó mãi. Ra đây đi. Dù thế nào thì đây cũng là chuyện vui. Bà hãy rộng lượng chấp nhận chuyện đó đi. Hãy nghĩ cho hai đứa trẻ đã trải qua nhiều chuyện. Các người không biết gì hết. Giờ chúng đang đối mặt với con đường đầy gian truân và đau khổ. Sao chúng lại... Vậy là cả hai đã nói dối để tránh quốc hôn ư? Còn lựa chọn nào khác đâu? Nếu không nói dối thì Gajin sẽ phải thành thân. Biết ngay là sẽ có chuyện mà. Lúc thấy cô ở điện Pyongyang, có vẻ cô không vui vẻ lắm. Bọn ta không lừa được ba người, nhưng ba người phải giữ bí mật. Nếu lộ ra, quyền cốc của chúng ta sẽ bị đẩy vào thế nguy hiểm. Nghe nói tân lang tân nương phải ở đêm đầu ở nhà tân nương. Nhâm Đức đang dọn chăn rồi đấy. Hả? Này, trời ơi, ôi trời, nhìn họ kìa. Họ đang làm gì thế? Trời ơi, thật ngại quá. Làm cái gì vậy? Đi khỏi đây mau lên. Nhìn họ kìa. Đi ngay đi. Này, cho ta ở nhà ông tối nay nhé. Đương nhiên rồi, cho ta ngủ nhờ nhé. Đan ơi, cố lên. Cố lên nhé. Ôi trời ơi, tân lang tân nương, ngủ ngon mơ đẹp nhé. Họ không có thời gian ngủ đâu. Trời ơi, đi đi. Mấy đứa này đi đi. Nhìn họ đi. Trời ơi, ta không nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy. Cô có muốn đi ngủ không? Phải đi ngủ chứ. Vậy ngủ đi. Còn ngươi? Tay như thế này là được rồi. Ta cũng thế. Đi ngủ đi. Chắc ngươi buồn ngủ rồi. Ta không buồn ngủ đâu. Ngươi vừa mới ngáp mà. Cô mới buồn ngủ ấy. Ta không buồn ngủ. Thế thì sao lại cáu? Ta không buồn ngủ, nhưng tại ngươi cứ bảo ta đi ngủ. Cô nổi giận vô lý với ta. Này, ngươi đi đâu? Ta đi vệ sinh. Đi vệ sinh đấy. Sao cô lại chạm vào ta? Thật là... Thật sự... Trời ơi. Mặt trăng ơi, cho ta biết ta phải làm gì đi. Ngươi có biết phải làm sao không? Đáng lẽ ta không nên thành thân. Tim ta đang loạn cả lên. Ta thấy lạ quá. Trời ơi. Trời ơi. Sao hắn ta lại đi lâu thế nhỉ? Cái gì đấy? Nếu còn ra ngoài đi vệ sinh nữa thì sẽ ngất đấy. Cô quan tâm làm gì?
Còn cô thì sao? Tự dưng nửa đêm đi thổi sáo? Cô đâu biết thổi sáo đâu. Ta biết chơi hay không liên quan gì đến ngươi? Ta không được học thổi. Chân chú băng. Ta thổi sáo giỏi lắm đấy. Này cái đó. Ý ta là này, đầu óc ngươi đen tối hơn ta nghĩ đấy. Đen tối? Sao cô lại nói về ta như vậy? Vậy thì như ngươi vừa rồi là sao? Sao ngươi lại đặt nó lên môi ngươi? Nếu ta muốn hôn cô, ta đã làm lâu rồi, cần gì phải đặt môi lên cây sáo? Nói dối? Cô mới nói dối. Buồn ngủ mà không chịu đi ngủ. Đúng là đồ nhát gan. Ta không sợ hôn đâu nhá. Ta cũng thế. Vậy thì thử đi. Cô thử đi. Người phim được chiếu tiết minh tại tv2.org.